Xin chào tất cả các nam cần thủ đam mê cá tình tổ quốc. Hôm nay tục lên một clip gần 15 càng câu anh em. Thì 15 càng câu này là 15 càng câu ISO hạ tay, thì nó có độ cứng từ 2h rưỡi đến 4h. Rồi, đếm vô cụ thể từng cây cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước thanh toán, nếu không lỗ clip lên á thì sang lại. Rồi, cảm ơn em. Cái thứ nhất mọi người tham khảo. Thì cây thứ nhất em lên cho mọi người một cây ISO hạ tay. Thì cây này là một cây cần độ lên nha mọi người. Đó, cây ISO hạ tay độ chế độ zoom. Đó. Đây, đó. Cái này là nghệ nhân Việt Nam độ nha anh em. Đó. Thì cần ISO hạ tay bên em bán á, em sẽ đi chỉ đầu lóng cho anh em. À, đi chỉ và đi có dây đầu lóng cho anh em hết luôn. Đây. Đó. Tất cả đều ok hết nha anh em. Đây. Đi tờ đầu lỏng cho anh em luôn đó. Thì tất cả hàng em bên hôm nay thì có nút chụp cần nè, đó, nút chụp đầu lỏng nè. Thì cây này có hai chế độ zoom 4m và 3m5 nha anh em. Đó. Cây này dạng cho anh em câu câu cả chép, cá giết, cô đồng. Đó. Mùa nước về trời mưa nè, nước lên nè anh em câu cô đồng. À, chất liệu liệu carbon sẵn nha anh em. Đó. Thì cần có xuất sắc. Đây, kéo ra đây là 4m nha anh em. Đó. Để vào đây là 3m5. Đó. Chỉ đầu lỏng đi ok hết trơn nha anh em. Cần thì em bao với anh em là bao dập bể nha anh em, dập bể test nha. Đó. Thì cái này dài 4m, zoom 3m5. À, độ cứng là 2H5 thôi nha anh em, khoảng 2H5 thôi. Nặng là 150g, đọt bọc ly 2. Thu gọn 112 cm, giá công khai cây số 1, giá 500 nha anh em, 500 còn ship cây số 1. Cây số 3 nha anh em, cây số 2 nó xấu quá thôi không lên clip. Thì tiếp theo mọi người là cây số 3. Thì cây số 3 vẫn là một cây ISO hạ tay, chất liệu cũng là chất liệu carbon. Thì ISO hạ tay của em hạ cho anh em thì có cái đối trọng nè, đối trọng gốc. Chụp đầu cần và đi chỉ đâu cần cho anh em luôn. Đó. Rất là đẹp luôn. Đó. Thì vẫn như em đảm bảo ba anh em bể dập nhanh nè. Đó. Thì chất liệu cũng là chất liệu carbon nha anh em. Đó. Chất liệu carbon. Đây. Đó. Sẵn gân gốt thì cây này ngoại hình có xước sát nha. Ngoại hình xước sát. À, được cái phôi của nó rất là chắc luôn. À. Thì cái này nặng là 245g, đọt 2 ly 1. Thì cái này đọt cứng ra tầm khoảng 4H 5H, dài là 3m8 nha nè, dài 3m85. Cái này dạng săn hàng, thu gọn là 107cm, giá công khai cây số 3, giá là 700 nha mọi người, 700 cây số 3. Tiếp theo cây số 4. Thì cái số 4 lên cho mọi người vẫn một cây hàng săn hàng. Thì cái này vẫn một cây ISO hạ tay. Đó. Thì cái này dài 3m6, thu gọn là 97cm, nặng là 160g, đọt là 1 ly 8. Thì cái này dạ, độ cứng của nó là 4H, giá công khai là 900 nha anh em. Đó. Chỉnh dài 3m6, độ cứng 4 nè, sau ISO. Thì cây này carbon sẵn. Cây đẹp lung linh luôn á. Đi chỉ đâu cần hết cho anh em. Đó. Thì để em lấy lóng cho mọi người tham khảo. Thì cái này dạng sẵn hàng nè, 3m6, độ cứng 4H, carbon sẵn găng gút nè. Sẵn thế này khỏi còn gì bàn nữa, rất là ok nha. Đi sâu hạ tay. Thì ngoại hình vẫn có xuất sắc nha. Rồi, giá công khai cây số 4 giá 900. Tiếp theo cây số 5. Cây số 5 vẫn là một cây ISO hạ tay. Thì cây này được làm là lỏng thứ hai mọi người. Đó. Cũng đi chỉ đầu cần cho mọi người. Đó. Đây. Đó. Thì cây này cũng rất là đẹp luôn. Đó, đẹp. Carbon vẫn là carbon sẵn nè. Thì cây này dài là 4m2, độ cứng tầm khoảng 3H cỡ, nặng là 130g, đọt 1 ly 6, thu gọn là 103cm.
thì ngoại hình thì tương đối ok đó. Cây này nè đánh rất là bền luôn, phôi của nó rất là dày đó. Đúng rồi, phôi của ISO rất là dày luôn đó, anh em cứ đánh săn hàng thoải mái, cặp bên sẵn nha, đi chỉ đầu lỏng cho anh em luôn. Rồi giá công khai cây số 1 2 3 4 5, cây số 5 giá vẫn là 700. Tiếp theo cây số 6, cây số 8 lên cho mọi người một cây hàng của Simatic, hàng của Korea Nhật nhé. Đó, vẫn là một cây ISO. Đó, chất liệu vẫn là chất liệu carbon, có nút chụp đầy đủ, địa chỉ đầu cần đầy đủ. Đó. Thì những cây này thì phôi nó bao chắc rồi. Thì cây này em dài là 4m1 nha anh em, dài 4m1, thu gọn 100cm, độ cứng ra tầm khoảng 3h5 đến 4h, nặng 190g nhé. Lấy lỏng ra cho mọi người tham khảo, lấy lỏng cho mình tham khảo đó. Mấy hàng này thì độ cho anh em cái đấu chậm nè đó. Carbon thì carbon sẵn găng gút nha đó. Hàng carbon hết. Carbon sẵn nha nè, đọt nó đây. Đọt vẫn là đọt carbon luôn. Thì cây này giá công khai cây số 6 giá 750 nha nè, đọt cứng 3h 3h 4h. Tiếp theo cây số 7, cây số 7 lên cho mọi người vẫn là một cây Simatic. Hàng này thì nó dài là 4m3 nha nè, em đo lại cẩn thận cho anh em, mà dài 4m3, thu gọn 100cm, độ cứng tầm 3h 4h, nặng là 230g, đọt là 1.7 nha mọi người, đọt 1.7 Simatic ISO hạ tay. Thì để tiết kiệm thời gian thì em soi sơ vào cho mọi người đây, bật sẵn nha. Thì anh em cần thì báo em chụp hình cận cảnh cho mọi người xem nhé. Tất cả lóng thì em bao bể, bao lõi làm hết nha. Cây này đẹp nè. Đó. Hàng này đẹp nha anh em. Đó, cây này đẹp. Đây, nó dính bụi nè. Đó, dính bụi đây nè. Đó, thấy không? Cần sao em báo anh em vậy. Rồi, cây số 7 giá không khai là 800 nha anh em. 800 cây số 7. Tiếp theo cây số 8. Thì cây số 8 lên cho mọi người một cây Wincross. Hàng này hàng của Korea xuất nhật nhé. Đây Korea, chất liệu cũng là chất liệu carbon, hàng ISO hạ tay. Thì cái này nặng là 200g, đọt 1.7, thu gọn là 104cm. Thì cái này dài là 4m5 nha anh em, dài 4m5, độ cứng là 3h. Thì cái độ cứng này nè, nó tùy theo cảm nhận nữa anh em, chứ nó không nhất thiết, có thể hơn và có thể thấp hơn một tí nha anh em. Để anh em xí xó giúp em đọt ra đây, đó, đi chỉ cho anh em hết luôn. Carbon sẵn nha anh em, đọt carbon sẵn. Lỏng dưới cũng là carbon, gần guốc nha, rất là đẹp luôn. Thì lỏng này có xuất sắc nè, đó, lỏng này xuất sắc, tất cả là carbon hết cho anh em, đảm bảo là không bể nứt gì hết trơn nha. Rồi giá công khai cây số 8 giá là 800 nha anh em, 800 cộng ship cây số 8. Đó. Độ là độ đủ hàng cho anh em chơi luôn. Đó. Tiếp theo cây số 9, cây số 9 em lên cho mọi người vẫn là một cây ISO hạ tay. Đó. Thì cây này của Korea xuất nhật cho anh em, hàng của Hàn Quốc xuất nhật, vẫn có nút chụp đầu cần nè, lóng đối trọng nè. Đó. Thì cây này nó dài là 5m nha anh em, dài 5m, độ cứng là 3h5 nha mọi người, độ cứng bằng tầm 3h5. Đó. Độ cứng tầm 3h5. Thì cây này đẹp long lanh luôn. Đó mọi người. Hàng carbon. Đó, sẵn đẹp long lanh. Đầu chỉ cần đi chỉ là hết cho anh em nè. Đó. Anh em về chỉ việc là vô thẻo và câu thôi.
hồi nha mọi người, hồi rất là dày luôn nha. Rồi thì cái này dài 5m, nặng là 230g, đọt 21, thu gọn 115cm, độ cứng tầm 3H giữ đến 4H, giá công khai cây số 9, giá là 850k cộng ship nha. Tiếp theo cây số 10, cây số 10 lên cho mọi người vẫn là một cây hàng ISO hạ tay. Thì cây này mã code thì không biết của ai sản xuất luôn. Đó, thì cây này em lấy từ thị trường Nhật về. Cái này nặng là 270g, đọt 1 ly 2. Thì cái này nó dài là 5m1 nha em, dài 5m1, độ cứng của cái này tầm khoảng 3H đến 3H gửi, thu gọn 102cm. Thì đây, thì những như cái trước có đầu chụp cằm. Đọt carbon nha em, đọt carbon sẵn. Đây, đó. Cái này nó chốc lớp sơn nha mọi người, không ảnh hưởng tới đọt nha, rất là cứng nha. Đó. Sẵn carbon nha mọi người, à, sẵn carbon. Đó. Gần gút. Thì khúc này có xuất sắc nè, đó, xuất sắc li ti nha, chứ không ảnh hưởng tới phôi. Có xuất sắc nha, cần xuất sắc báo xuất sắc. Rồi, giá công khai cây số mừng, giá là 700 nha nè, 700 cây số mừng. Tiếp theo cây số 11. Cây số 11 em lên cho mọi người quẳng một cây ISO hạ tay. Thì cây này của ai sản xuất không có luôn, nó mắc cái tem mà. Đó, chất liệu là chất liệu carbon. Đó. Thì quẳng có nút chụp đầu cần cho nè, đầy đủ. Thì cây này dài là 5m15 nha nè, dài 5m15, thu gọn 114cm, đọt 2 ly. Thì cái này nó nặng là 250g, độ cứng cây này để em xem, đọt 2 ly thì độ cứng cái này nó ra đâu đó tầm khoảng 4H nha mọi người, độ cứng ra tầm khoảng 4H. Đọt carbon sẵn đó, lỏng dư cũng carbon sẵn luôn. Thì tất cả lên cho mọi người hôm nay đều là carbon hết nha. Đó. Rất là ok nha. Em coi lóng góc cho mọi người. Thì lóng góc đẹp nha mọi người, tích xuất sắc nè. Đó. Đó. Mặt bên đây đẹp nè, mặt bên đây là xuất sắc nè, đó. Thì mấy cái này về thì dạng anh em câu bạo lực á, đánh vô tư. Rồi, giá công khai cây số 11, giá vẫn là 700 nhé, 700 cái số 11. Tiếp theo qua đây, qua đây là cây số 12. Cây số 12 em lên cho mọi người một cây cần ISO hạ tay. Thì cây này vẫn là một cây hàng carbon. Để xem ở đâu sản xuất. Thì cây này không có để sản xuất rồi. Thì cây này em lấy từ thị trường Nhật nha mọi người. Đó, những cây ISO này em lấy từ thị trường Nhật về hết. Thì cái này dài là 5m3, đọt của nó là 1 ly 7, nặng là 270g, thu gọn 105cm nha, thu gọn 105cm. Thì để xem độ cứng cái này bao nhiêu. Đọt 1 ly 7 thì độ cứng ra tầm khoảng 3H gửi 4H nha. Đọt carbon sẵn nè, sẵn găng gút nè, tầm khoảng 3H gửi nha. Về anh em sân hàng đây, lỏng trong vẫn sẵn carbon. Đó. Hàng này về anh em đánh vô tư luôn á, phôi cực kỳ dày. Đó. Tất cả lỏng ok cho nha mọi người. Đó. Thì luôn lỏng thứ hai nè, luôn luôn nó có xuất sắc nha. Đó. Do họ câu họ gắt cần á, có lỏng nào nó không xuất sắc lắm. Phôi đây, phôi cực kỳ dày. Rồi cây số 12 giá khoảng là 700 nha nè, 700 còn xếp cây số 12. Tiếp theo cây số 13. Thì cây số 13 em lên cho mọi người một cây ISO hạ tay. Thì cây này của China xuất nhập nha anh em. Đó, hàng chất liệu carbon ISO, đầu lỏng ok. Thì cây này là dài là 5m3, thu gọn 100cm, đọt của nó là 1 ly 7,
nặng là 310g. Thì mấy cái đọt 1.7 này thì nó ra tầm khoảng 3H-4H là chuyện bình thường. Đó. Đọt carbon nha nè, rất là đẹp luôn. Cây này tầm khoảng 3H cử. Đọt carbon lỏng ở trong đẹp. Lóng đẹp cho mọi người, các máy lóng này đều đẹp. Đây, được địa chỉ đầu cần nè, rất là đẹp, đi chung với tông sờ tông với cái cần luôn. Đó. Rất là ok. Tất cả lóng đều em bao bể hết cho nhanh nè, bao bể dập hết nha. Xuất sắc thì có, cần nào cũng có xuất sắc hết. Đó. Có cần ít còn nhiều thôi. Rồi, giá công khai cây số 13, giá là 700 nhé, độ cứng tầm khoảng 3H cứng. Tiếp theo cây số 14. Cây 14 lên cho mọi người quẳng một cây ISO hạ tay. Đó. Một cây cần lấy từ thị trường nội địa Nhật. Thì quẳng có chụp đầu cần nè. Đó. Chụp đầu cần, đi chỉ đầu cần, đầu đóng cho anh em hết. Cây nào cũng vậy. Cái này thì em mướn thợ đi dùm cho anh em luôn nha. Đó. Làm về thì anh em chỉ việc câu thôi. Đó. Thì cái này dài 5m37 nha, 5m37 thu gọn 102cm, độ cứng cái này tầm khoảng 2H5 thôi, chuyên gia năm câu chép, nặng là 260g, đọt là 1.4 đọt ra đây. Đó. Chất liệu cũng là chất liệu carbon nha anh em, đều quán này chưa được cặp quan, tất cả lóng ok hết. Này lóng trên này thì ít xuất sắc, chỉ có lóng thứ hai thôi, lóng thứ hai thứ ba thì nó bắt đầu thức xuất sắc thôi. Đó. Đó. Có dấu xuất sắc nè. Đó. Rồi giá công khai cây số 14, giá quán là 700 nhé. Tiếp theo lên cho mọi người cây cuối cùng, cây số 15. Thì cây số 15 vẫn là một cây ISO hạ tay, thì cây này nội địa nha mọi người. Đây, tem nó đây, tem nội địa. Chất liệu cũng là chất liệu carbon, có đi keo đi chỉ đầu lỏng hết. Thì cây này đẹp nha mọi người, cây này đẹp. Cái này dài là 5m4, chỉnh chiều dài của cần luôn, không gãy. Thu gọn là 105cm, độ cứng tầm khoảng 3H-3H5. Thì cái này nặng là 330g, đọt 1.4. Cái gỗng đối trọng nó nè, độ khá là bự nha mọi người. Cho nó hợp, cho nó đều với cái cần. Thì cái cuối thì em lấy ra cho sau cho anh em coi tất cả các lóng. Lóng carbon nha, sẵn găng guốc đây. Đó. Đọt vẫn vậy đây, đọt nó đọt carbon. Theo chiều dài của cần thì cái đọt này là nguyên zin nha anh em, đọt nguyên zin không gãy nhá. Em đo bằng thước đây rồi, bằng sẵn nha mọi người, hàng nội địa. Có đi kèo đi chỉ đầu lỏng hết cho anh em, ngoại hình đẹp nhá, rất ok luôn. Cái này về cho anh em săn hàng. Rồi giá công khai cây số 15, giá 900 nha anh em, 900 cộng xếp cây số 15. Rồi đó, tổng cộng 15 cây cần em lên cho hôm nay. Nếu anh em ưng cái nào chốt lên bài xuống thoại tự động liên hệ với anh em nhé. Rồi cảm ơn anh em.